Các bác nhìn thấy con gì chưa ạ? Một con Inken. Đầu 9 bác nhé. Inken PA9324 luôn. Con này các bác nào dùng đánh monolock cũng được. Đánh monolock. Chính thức là con Inken này là ngày trước là em về được một đôi. Con này dùng đánh monolock, đánh hai vế loa thì rất là hay. Nhưng mà do con về trước con về sau không để ý bán mất một con đi đấy. Bán mất rồi. Còn nếu bác nào xem cái kênh này mà mua được của em Tuấn một con này thì báo lại cho em nhé. Để cho hai con nó về với nhau cho nó thành cặp thành đôi. Bởi vì con Inken này phải báo cáo bác là con Inken này nó cực kỳ là hay mà chất. Bác nhìn này. Các bác nhìn là làm gì có một cái con đẩy con pao nào nó nhìn nó thiết kế được hai cái biên thế nó khủng, nó kín hết 2 phần 3 như này chưa? Bác nhìn thấy chưa? Bác nhìn thấy chưa? Bác nhìn cái biên thế nó thấy nó khủng chưa? Đấy. Nhìn chưa? Đấy, còn bo cái bo mạch cái tản nhiệt của nó nằm hết bảo vệ ở dưới này nữa nha. Nguyên nguyên nhôm dày cộm như này. Đây là con Inken. Con này mà tìm được con kia về nữa thì đánh monolock thì rất là ok. Hai con đánh hai vế đấy, con này đánh một loa và con kia đánh một loa đấy. Nhưng bây giờ hiện tại còn một con này thì các bác ngoài ra thì các bác có thể dùng đánh cho súp hơi nhé. Bác nào đang thích chơi súp hơi chất âm mềm hoặc đẩy công suất cho một loa nào đấy chẳng hạn, hay một kênh nào đấy chẳng hạn, rước con này về cho em 2,9 triệu, hai củ chín, hai tỏi chín, hai tỏi chín đấy, hai tỏi chín. Phải nói luôn là một cái mức giá nó quá đẹp cho các bác này. Chắc nịch luôn này, bác phải nhấc méo tay đấy, không phải đùa đâu. Đây nhấc bên này đấy, chưa nói nhấc bên hai cái cục bên thế này, hai cục bên thế này có echo, không đơn giản. Một con Inken dã man luôn, nhìn dã man luôn, đẹp xuất sắc, không không kiếm được đâu bạn, không phải lúc nào cũng kiếm được đâu. Hôm trước em về đó em bận, em đã không để ý, em đã bán đi mất một con, giờ nó về con nữa thì đúng là xót ruột vì nghĩ là nó mất đấy, nó lạc đấy. Để con Inken bác nhìn chưa, 680W nhé, 680W. Vậy các bác mà đánh ở súp hơi bát 30 nhé, súp hơi bát 30 40 hàng súp xịn ấy. Bác đánh con này vào thì thôi rồi nhé, giá trị đấy. Và đặc biệt là con này nó có cái cầu điện gạt đây này, người ta đang gạt, anh em đang gạt 220 rồi, nó còn một cửa gạt bên này nữa thì thôi cứ để 220 đi đấy, ok chưa? Nói chung là xứng đáng đồng tiền đấy bạn, với 2,9 triệu quá mềm luôn. Con này không phải kiếm được dễ đâu bác ơi. Bác nào đang thích chơi súp nhé, súp karaoke gia đình mà rất âm mềm, bác nào đang kiếm được con súp hơi bát 40 hoặc 30 của B3 hàng súp hơi, pha con này vào cho em, súp xịn hoặc là súp bầu hơi, đánh những con này vào thì thôi chấm hết, chấm hết. Ok bác nha. Này, rồi bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn. Số điện thoại 09 11 16 chén chén 61. Vâng, hôm nay Ma Tuấn sẽ giới thiệu cho các bác là bộ máy tính Dell thương hiệu Mỹ. Những bộ máy tính có cấu hình khá là khủng. Đối với lại những cái máy tính như thế này thì nó tích hợp tất cả trong một cái màn này rồi bác ạ. Không cần cái cây ở ngoài nữa. Đây là bộ máy tính luôn. Và để nắm được cái cấu hình cũng như là tốc độ của máy cũng như RAM hoặc là cái giá trị. Và các bác là cái kênh của em thì đa số là các bác trung tuổi. Đa số các bác trung tuổi để nắm bắt được cái máy tính thì nó cũng rất là khó. Các bác có thể nhờ con cháu mình nhé, con cháu mình đánh giá những cái sản phẩm này, bởi vì là có những cái mặt hàng là có khi là em giới thiệu con này mặt nó to hơn chẳng hạn, hay là nó to bằng con kia, mà tại sao giá lại chênh cả 1 triệu hay 2 triệu, thì tất cả cái giá trị nó nằm ở trong cái cấu hình là chip và RAM và tốc độ trong này. Ngoài ra thì nó liên quan đến là con màn hình 21 hay màn hình 23 hay màn hình 24 đấy, ngay ở cái đấy nữa cơ. Và các bác do vậy là đa số cái kênh của em thì các bác đam mê âm thanh thì đa số là cũng trung trung tuổi, nên là nắm về máy tính thì chắc là hạn chế. Do vậy là các bác có thể mua tặng cho thì các bác có thể nhờ các em, các cháu, các con mình, bởi vì là các anh em bây giờ họ nắm cái cấu hình máy tính họ quá quá sành rồi. Đấy. Đối với những chiếc máy như thế này, con này là con màn hình đối với con này là con màn hình 24 inch nhé bác nhé. Màn hình 24 inch. Nhìn ở điện thoại của em thì hơi bé. Hơi bé. À, cái con 21 inch hàng ngày em bán cho các bác đây này. Con HP này, 21 của con này 24 inch cơ.
nó to như cái tivi rồi. Nhưng chẳng qua là cái điện thoại này mình quay thì cảm giác nó bé đây. À, em khởi động cho bác xem. Có nguồn chưa? Đây nhá, bên này là nút HP, à, nút cổng H đây. Cổng nguồn đây nhá bác nhá. Ấn vào đây. Đấy, nút nguồn. Đấy thì mình sẽ khởi động nó lên. Bên này là nút nguồn, tăng chỉnh volume và âm lượng và ổ đĩa ở bên này. Đeo đấy. Thương hiệu Đeo. Còn bên này là USB và thẻ nhớ. Đây chưa bác? Đấy. Thì còn đây, đây là mặt lưng phía sau. Mặt lưng phía sau của em nó. Bác nhìn nhá, đeo nhá. Thì báo cáo bác là đây, đây là cái mặt lưng phía sau của em nó. À, con này là con Đeo này. Con Đeo nhá. À, con Đeo có cấu hình là RAM 8GB. Và đặc biệt bác nhìn này. Đây, em giới thiệu cho bác nhé. Đây là phía dưới của nó này. Nó gồm có 3 cổng HDMI. Bác nhá. Bác có thể cắm cổng HDMI này lên máy chiếu hoặc lên tivi hoặc lên màn ảnh rộng to. Đây, HDMI đây, ghi luôn. Đây ghi luôn cổng HDMI này. Đây cổng ra đấy, các bác có thể cắm ra. Bây giờ con này nó cũng rất hay là các bác ạ. Các bác có thể cắm từ máy chiếu. Bác chú ý em nhé. Bác có thể cắm từ điện thoại vào cái màn hình này được. Đây, nó có cổng HDMI, cổng in, cổng vào này. Bác có thể cắm điện thoại, máy tính hoặc là đầu đĩa. Đầu đĩa của bác ấy. Lấy con màn này thay màn tivi được. Đây nó có cổng in, bác nhìn chưa? Có cổng in này. Cổng HDMI vào in này. Và có cổng ra luôn. Bác có thể cắm từ đây ra máy chiếu. Đấy, nó rất là hay các bác chú ý của em nhé. Riêng con này nó lại có cả cổng, coi như là con này nó đang có chức năng như một cái tivi. Đang có chức năng y như một cái tivi luôn. Đây cổng vào HDMI vào là các bác có thể cắm điện thoại, máy tính, laptop hoặc là điện thoại vào đây, trình chiếu trên màn này và cũng có cổng quay ra. Ngoài ra có 4 cổng USB tốc độ cao. Đây, cứ chân màu xanh là tốc độ cao. Ok chưa? Tiếp tục đây nữa là cổng, một cổng nữa HDMI, như cổng này là cái bản quốc tế. HDMI lệch chân. Tiếp tục nữa lại có 2 cổng USB tốc độ 2.0, có nghĩa tốc độ bình thường. Bởi vì là có một số cần cái cổng này, vẫn cần cổng này. Ngoài ra tiếp tục cổng mạng LAN, cổng mạng LAN nữa. Và cuối cùng đây là cổng cắm nguồn. Cổng cắm nguồn đấy ạ. Đấy. Ngoài ra thì đây là cổng cắm tai nghe bên này. Đây cổng cắm tai nghe. Cổng tai nghe đây. Và 2 cổng USB tốc độ cao nữa. Một cổng cắm thẻ nhớ. Đấy. Còn lại bên này. Bên này là nút nguồn này. Đây là nút nguồn. Đây là nút điều chỉnh màn hình, chế độ màn hình đấy. Bởi vì là nó có cổng ra cổng vào thì đây là nút điều chỉnh chế độ màn hình. Còn đây là ổ thẻ, khay đĩa. Ok chưa? Còn sau đây thì em Tuấn sẽ vào cái chức năng chính là cái cấu hình của con màn này. Màn của nó là 24 inch các nhá, 24 inch. À, mức giá tiền là 6 triệu 900 nghìn. Đây, em cắm cái bộ bàn phím này vào để em điều chỉnh cấu hình cho bác. Cắm bàn phím vào thì để di chuyển cấu hình mới biết được, mới nắm được đúng không? Đây, các bác đợi em chút. Đấy, cắm vào đây luôn nha. Đấy, đây là cổng tai nghe. Đấy, màn hình cắm lên luôn này. Riêng đặc biệt là riêng dòng máy này. Báo cáo các bác là riêng dòng máy này các bác mua cho gia đình, vợ con rồi là mình học. Báo cáo các bác là không thể chê được dòng này luôn. Màn hình nó rất là dịu, nó không bị chói, không bị đau, không hỏng mắt nhé. Các nhìn màn đẹp chưa? Nhìn cái màn nó phê chưa? Màn hình máy tính nó quá phê cho các bác luôn ạ. Quá đẹp luôn. Đấy. Đây. Thì bây giờ báo cáo bác về sau đây em ạ. À. Em sẽ vào em cho các bác xem cấu hình nhé. Em cho cấu hình con này. Con này là chip Core i5 RAM 8GB. Chip Core i5, các nhìn chưa? Đẹp chưa? Màn 24 inch. Màn 24 inch. Tất cả đã cài Win 10, bản Win 10 Pro. À, ổ cứng 256GB. Đây. Tất cả đây, bắt wifi luôn nha. Loa, tất cả có loa hết trong này luôn ạ. Loa. Và báo và dự báo thời tiết tất cả. Phần mềm lên hết rồi. Mức giá 6 triệu 900 nghìn. Con này màn như màn TV luôn, làm việc sướng lắm ạ. Làm việc như thế này thích lắm. 24 inch. Đây cấu hình em mở cho bác đấy. Đấy, cấu hình bác nhìn thấy. Chip Core i5. Nhá. À, chip Core i5 6400 nhá.
RAM 8GB luôn. RAM 8GB. Ôi. Nói chung màn này là phê lắm. Học sướng, các cháu cũng thấy thích. Nói chung là các bác dòng này thì chả ai chê được. Đấy, ổ cứng đấy ạ. Đấy, ổ cứng đây. Cười chưa bác? Đấy, đây, ổ cứng đây. À đây không nhập, ổ đĩa, ví dụ ổ cứng, ổ đĩa. Đấy, bác thấy chưa? Còn ngoài ra thì vào mạng thì con này không cần cắm dây bác nha. Em đã đặt chế độ, con này đã có chế độ mạng không dây rồi. Đây, vào mạng đây. Chế độ mạng không dây, có hết wifi. Đây. Đấy, con nhìn chưa? Màn rất là đẹp luôn. Nhìn như một cái màn tivi luôn. Nó là phê luôn bác nhé. Nhìn như một cái màn tivi ạ. 6.900.000. Các bác tham khảo giá thoải mái ạ. Những con này mà các bác còn chê nữa, em bó tay luôn. Con này mua cho tặng ông bà bố mẹ hay xem phim rồi là làm việc tuyệt vời luôn. Bây giờ ngoài bây giờ các bác mua bộ máy như này, thỉnh thoảng nó còn có cây bên này nó rất là phức tạp. Dòng này phải nói luôn là nó quá bền, quá là trâu bò luôn, cực kỳ bền.